quý vị ơi, hãy nhìn đây. Dạ đây là gì ạ? Dạ là ngạnh nha quý vị. Dạ dạo này là bắt đầu xuống cân rồi nha. Tại sao em lâu lâu em mập? Là bởi vì đi quay suốt. Nếu ở nhà em ăn uống đàng hoàng thì em sẽ ổn định, tập thể dục và dùng những sản phẩm tốt, mình sẽ ổn định. Nhưng chỉ có khi đi quay, đi quay càng nhiều sẽ càng mập. Tại sao? Tụi nhân viên mà 5 phút đẩy đồ ăn lên lần, đứa cho bánh, đứa cho trái, đứa phát ly trà sữa, đứa phát ly cà phê sữa, sao không mập? Nó cho ăn đúng giờ, nuôi như heo, nó nuôi hơn nuôi bò, cô bê nữa, làm sao không mập được? Đúng không ạ? À? Đó, dạo này Trấn Thành nghỉ dưỡng ở nhà nhiều hơn, đó mới bắt đầu có ngạnh. Vậy thì tại sao có ngạnh ạ? À? Tại ăn uống đúng, ăn uống trật, tập thể dục cỡ nào cũng mập, nó chỉ là đỡ mập thôi, chứ nó cũng sẽ mập. Là bởi vì sao? Do cái miệng mình không kìm lại. Đây là những sản phẩm dành cho mấy ông nội, bà nội ham nhai, ham ăn như em chẳng hạn. Ví dụ mình ngồi không, mình làm cái gì, không có chuyện làm khoái bóc gì, bỏ miệng nhai nó quen rồi, quý vị đúng không? Quen thói. Thì mình ăn gì ạ? Đây, sản phẩm này ăn cho bớt mập lại. Đây, đây là thanh gạo lứt của công ty Trấn Thành nha quý vị. Thanh gạo lứt ngũ cốc, dạ, Herb Slim. Rồi, nó như thế nào? Quý vị nhìn đi, một cái hộp nó đẹp như thế này đây nè. Nó là những cái thanh gạo lứt nha quý vị. Nó giống như những cái mà cái gallery, giống như những cái thanh, những cái ba năng lượng á, mà quý vị ăn để mà mình tập thể dục á. Một cái thanh như vậy nè, trời đất ơi, quý vị nhìn đi, một cái thanh như vậy. Bữa tôi nhớ nó bao nhiêu calo tôi quên rồi. Nhiều cưng. Nó có 22 gram đó quý vị. Nhưng mà đây là cái thanh này nó có 22 gram. Ngó dùm anh cái phần calo. Bữa tôi like tôi quên mất tiêu rồi. Ngó cái phần thành phần sau lưng á, cái calorie nó bao nhiêu cưng? 110 calorie cho một thanh như vậy thôi quý vị. Nó rất là ngon. Nó có hai vị. Một là vị rong biển, hai là vị trà bông. Cho anh mượn cái hộp trà bông coi. Màu này, cho mượn cái hộp luôn coi. Đây nha quý vị, nhìn giùm em hai cái hộp. Một cái hộp nó đẹp như vậy nè, bên ra đó 20 thanh một hộp. Đó, đây là mùi trà bông. Còn cái mùi kia là mùi rong biển nha quý vị. Một cái ba này nó có 110 calo thôi, thì lấy đâu ra mà mập? Nó có 110 calo thôi, nó còn chưa bằng một ly sữa nữa. Dạ cái này mà nó rất là ngon quý vị ơi. Nó được làm từ gạo lứt và những thực phẩm organic, có nghĩa là thiên nhiên. Dạ đây, một thanh năng lượng như vậy chỉ có 110 calo. Thay vì trước khi tập gym đói quá, ông nội nào lén lén dọng tô cơm vô rồi biết cảnh, thì thay giọng tô cơm vô ta nhai cái này đi, đúng không ạ? À? Rồi bà nào lén lén mua bịch khô cái gì cơm trái trà bông ngồi bóc ăn đi, thấy cảnh một cục cơm trái. Em báo cho quý vị biết calo một cục cơm trái bay lớn thôi nè, như đây thôi, một cái thanh ra vậy là gần 200 mấy 300 calo. Vì nó có dầu, ở đâu người ta cũng chiên bằng dầu, được chưa ạ? À? Và 200 mấy 300 calo gần bằng chén cơm cho xỉu. Còn trong khi một cái thanh như vậy tiệm chiên bằng nồi chiên không dầu và có 110 calo thôi, mà nó là gạo lứt chứ nó không phải là cơm trái, cho nên là nó đỡ lắm, nó đỡ lắm cho những cái người mà ham ăn, thích cái gì buồn miệng nhai cho sướng cái miệng. Mà nó ngon, vấn đề là nó ngon. Cái gói màu vàng đẹp hả chị? Cái gói này là cái mùi ngon lắm nè. Cái mùi này mùi trà bông mà nó ngon điên luôn á. Ăn mà một hồi là chị ghiền á. Cái này là nó ngon điên luôn á. Đây là cái này nè. Còn cái gói kia là cái gói mùi rong biển. Em đang ăn là mùi rong biển thanh lắm, cái mùi nó thanh lắm. Còn cái gói kia là mùi trà bông, ăn nó Việt Nam lắm. Chị em nào mà khoái mấy cái cơm chay rồi đó,
đẩy vô nhức nách. Dạ. Sau đó những ai buồn miệng ham ăn giống em, tràn ra mua thanh gạo lứt đây hai mùi. Một là mùi cái đông trùng hạ thảo. À cái hộp này quên nói nãy giờ, mình nói là cái hộp mới nha quý vị. Cái bao bì cũ á là tụi em không có đông trùng hạ thảo, nhưng em làm bao bì mới là có đông trùng hạ thảo một hộp. Như vậy quý vị có thể mua về tặng cho người yêu, tặng cho cha mẹ già ở nhà, hay tặng cho sếp ở trong công ty cũng rất là đẹp, được không ạ? Chúng ta đóng cái gói lại, quý vị thấy đẹp không? Dễ thương ha. Đẹp quá trường sang. Quá đẹp nha, sang nha. Cái này là đồ mua tặng quà được nha. Em đã thiết kế đi tặng quà nha. Có hai mùi, một cái hộp vậy là 20 thanh. Một thanh như vậy là có thể bóc ra ăn ngon lành, có 110 calo thôi, rất là dễ ăn và nó không mập cái nha quý vị. Có trà bông không chị? Nè, bây giờ nói lan lần chứ đừng ai cãi tôi nè. Ăn cái giống gì cũng mập hết. Cứ có calo là nó mập, nhưng ý mình nói là ai mà thèm ăn, thay vì quý vị cũng ăn một cục này mà nó là cơm trái trà bông, nó sẽ lên tới 400 calo một cục này. Còn mình ăn cái này nó có 110 calo thôi, dành cho những người thèm ăn, được chưa? Chứ ăn cái gì mà không mập, bà nhai rau nó cũng mập nữa. Quý vị thử nhai một ký rau coi có mập không mập, cháu nó có calo là nó mập à. Em lại đi quay bóc cái này mang không đó, cho nó đỡ buồn miệng. Chứ bây giờ ăn tầm bậy tầm bạ một hồi nó mập ù, hồi nào mình không hay. Ăn cái này nó đỡ lắm đó, em nói thiệt. Mà cái này nó có cái tác dụng là gì? Nó là gạo lứt, nó vô bụng mình nó còn nở ra nữa. Mình ngậm miệng mình lỡ nó no liền, mình đỡ ăn đi ngăn khùng. Cái gì nè, mình sẽ mập nếu mình không để ý. Tại vì Trấn Thành cũng đã nghĩ là mình không bao giờ mập. Tại vì ngày xưa em gầy lắm quý vị ơi, mà em như là xin dưỡng luôn. Em ăn bao nhiêu nó cũng không mập. Leo qua hàng ba đi rồi nói chuyện tiếp. Thở cũng mập. Mình ngồi kế bên nha, cái thằng kế bên nó ăn á, mình nhìn nó ăn thôi mình cũng mập. Kỳ cục lắm, leo qua hàng ba là mọi chuyện nó thay đổi. Dạ. Không thiệt á, ăn đi cho nó bớt mập. Ê lộn, mua cái này ăn cho nó bớt mập. Là tại vì cái này quý vị biết không, mình ăn một thanh vô nó có 110 calo thôi, nó sẽ không có mất nhiều calo của mình đâu. Mà mình ăn xong một thời gian nữa mình sẽ no, mình sẽ bớt ăn nhảm lại. Cái dòng mà ăn nhảm, ăn bóc bóc bậy bạ nó mới mập đó.